Hello, hello, chào mọi người ha, chào cả nhà. Hôm nay thì mình đi một cái màu siêu cưng, siêu dễ thương luôn nha. Một cái màu là màu EN trong set là trendy. Khi mà mình đắp á, thì đắp rất cực kỳ là mịn luôn. Nên thành ra là cái mình sẽ rượu rất là ít nha mấy anh chị. Cả nhà mình xem này, màu rất là đẹp và rất là cưng. Để xem cho cái đèn nó là chút. Đây ha, màu rất là stunning luôn mấy anh chị. Đó, cả nhà thấy rõ không? Đây là cái màu EN ha. Hôm nay thì mình xin đắp mỏng đều vừa thôi. Đó, vừa đều thôi. Nè, đắp một cục nha. Hôm nay thì mình đắp cục. Và khi mà mình đắp độ dày vừa phải, hôm nay thì mình sẽ không có đi dày quá. Đó, mấy anh chị thấy không? Màu lên rất cân nha. Và cái màu EN này á, mấy anh chị là mình làm màu nào cũng được. Và design gì cũng lên được hết á. Đây, đó rất là xinh nè. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng là màu EN 10 nha. Và trong đây thì mình sẽ đắp một cục bột thôi. Một cục bột thôi và mình sẽ sử dụng liquid chạy 100%. Thì trong phần này nếu mà anh chị nào thích đắp khô liquid MMA thì đều vẫn được nha. Nhưng mà tốc độ của mình điều chỉnh một chút xíu. Đó, và đây là mình sẽ đắp nè. Hôm nay mình đắp vào Nero nha. Nero. Rồi. Cái ngón đây. Đó. Mình sẽ đi với EN 10. Cái màu rất là xinh nha. Cái màu EN 10 á. Đẹp lắm. Rồi mình sẽ đắp một cục thôi mấy anh chị, một cục thôi. Đầu tiên thì mình sẽ xác định mình lấy cục bột cho nó đều, cho nó vừa nha mấy anh chị. Cho đều cho vừa thôi. Rồi. Lấy lên. Đó, mình chờ chút xíu nha. Nếu mà mình sử dụng liquid chạy á, mình không thấm vô tờ giấy thì mấy anh chị chờ chút xíu để cho cái bột của mình này nó trở nên nó tròn giống vậy đó. Rồi sau đó rồi mình mới để từ critical xuống nè, hơi chúi tay người cách xuống nha. Đè nhẹ thôi. Đó. Nếu mà móng dài thì mình nhích xa ra, còn móng nhẹ ngắn đó thì đừng có nhích nhiều quá. Nhích nhiều quá thì cái chỗ thân móng á nó dễ bị lõm ha. Rồi mình sẽ dùng thân cỏ, đầu cỏ nè. Đó, mình dùng bột vô phần chính giữa, đẩy cho cuticle của mình nó tròn, cho nó sát và cho nó mỏng cái đó. Sau đó bắt đầu mình di chuyển cái cỏ mình qua hai bên. Rồi mình đưa bột của mình ra khỏi tới phần đầu móng. Trong phần này thì mình cố gắng làm sao cho hai bên nó đừng có dày quá. Bột của mình nó sẽ ôm vô phần chính giữa nhiều hơn, hai bên nó mỏng. Để cho hai bên nó kiểu mà không có bị dày, không bị mất shape á. Lát nữa thì mình lấy shape thì nó sẽ dễ dàng hơn nha. Rồi khi cái bột của mình di chuyển tới phần đầu móng rồi, mình chỉnh lại cái phần cuticle miếng. Không? Để chắc chắn là cái bột của mình nó nằm dưới cuticle. Cho nó xuống luôn để lát mình chạy máy cho nó dễ. Xong rồi mình cắt bột. Đó, đầu tiên khi mà mình đắp bột đó, mấy anh chị mà mới đó, mình tập cảm nhận lấy cục bột làm sao cho nó vừa ha. Để khi mà mình đắp đó là đỡ mất thời gian. Rồi xong á, mình tập làm sao vuốt cho cái mặt móng của mình nó đều, cho nó mịn. Để cái phần mịn đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái phần là mình chạy máy rất là nhiều luôn á mấy anh chị ha. Rồi lấy cục bột nè, để cho nó tròn đã. Rồi sau đó thì mình sẽ để lên. Đó, mình giữ 3 giây ha. Rồi đưa bột xuống. Để vì cái móng của mình nó ngắn, thành ra là cục xinh không có nhích dài đâu. Bột mình đang sử dụng liquid chạy nữa, mình cứ để cho nó thân móng nó nhiều chút vậy đó. Thấy không? Để hạn chế bột nó không có bị lõm. Rồi bắt đầu mình di chuyển xuống nè. Di chuyển xuống nè. Đó. Di chuyển xuống phần đầu móng luôn ha. Khi mà bột của mình nó xe lại rồi đó, lúc đó là mình vuốt thoải mái. Đó, mình vuốt. Nếu mà bột chạy mình vuốt nhẹ, bột khô thì mình vuốt nhanh một chút. Xong, tới phần đầu móng nè ha. Chỉnh lại phần cuticle hai bên. Tại cái này mình đi móng ngắn, mình cũng hạn chế là mình dũa lắm. Thành ra là mình sẽ không cho nó bị mất shape nhiều hai bên ha. Rồi, chỉnh lại shape ôm cho cái phần thân móng cho nó đừng có mất shape. Thấy không, mấy anh chị thấy không, bột rất là bóng không? Bột rất là đẹp nha. Cái màu này là màu EN số 10. Anh chị nào có collection là EN ha. EN thì nó gồm có 14 màu thôi. EN thuộc về những cái tông mà jelly ha. Thuộc về những cái tông mà jelly, màu rất là cưng. Đó, nó có thể là phù hợp cho rất là nhiều cái design nha. Lấy lên nè. Để lên cuticle trước ha. Giữ nè. Đó, cho bột nó tròn cuticle đã. Thường đa số là những cái này á, những cái màu mà nó càng ít pigment á, cái bột của nó càng dễ tròn hơn ha. Còn đối với những cái màu nó pigment nhiều á thì nó cần cái thời gian. Khi mà mình để lên á
chờ lâu chút thì nó mới tròn được. Rồi, lấy xuống. Màu rất là đẹp, cái màu yen á. Dạ, đẹp lắm anh chị, đây là cái màu số 10 nha. Đó, vuốt nhẹ nhàng xuống. Chăm sóc hai bên nè ha, dùng thân cỏ nè. Chăm sóc hai bên cho nó đừng có bị mất xếp thôi. Xong bắt đầu mình sẽ cắt bột nha. Nhẹ nhàng. Nó không bị mất xếp ha. Critical bột của mình cũng không có cao, không có dày. Đối với cái ngón nhỏ giống vậy nè, nếu mà mình thả ngang không được á thì mình có thể thả dọc nha. Tại vì thả ngang đôi lúc nó ra hai bên critical của mình không control được thì mình sẽ có quyền là mình thả dọc. Đó, nên thành ra cái thao tác kỹ thuật thả dọc, thả ngang nó đều có giống nhau hết, chẳng qua cái phần cuticle của mình á ha. Thả dọc á thì mình sẽ dùng cái cây cọ của mình đẩy lên và mình đè cái bột của mình nó nằm xuống thôi. Nên thành ra trong lớp là Christine sẽ chia sẻ hai cách luôn ha, cho những anh chị nào thích thả dọc thả ngang, tại vì nó còn tùy thuộc các trường hợp và tùy theo cái bột nữa. Rồi ôm hai bên vô không cho nó không bị mất xếp nè, chính giữa nè ha. Đó, đưa bột của mình xuống ra khỏi cái phần đầu móng luôn. Cắt bột ha. Rồi, chăm sóc hai bên. Chăm sóc hai bên cho nó không bị mất xếp á. Để lát á mình đỡ phải chạy không. Mặt móng rất là mịn nha mấy anh chị, nhìn vô nè. Đó, mặt móng rất là mịn. Móng lớn thì mình sẽ lấy cục bột cho nó lớn một chút, lớn hơn một chút nữa. Rồi ha, bột nó xe lại nè ha. Bắt đầu mình để vô critical. Đó, nhẹ nhàng đè xuống. Đè xuống ha. Rồi, Christine đang sử dụng cây cọ số 12 thôi mấy anh chị. 12, 14 thôi, chứ Christine cũng không có sử dụng tới cây cọ số 16 nữa, hiếm lắm. Hiếm sử dụng tới cây cọ số 16 lắm. Tại vì cây cọ của mình rất là giữ nước giữ bột nha. Rồi với lại cái cách mà mình lấy bột á, thành ra là cây cọ nhỏ thôi, nhưng mà mình lấy được bột rất là nhiều. Đó, đưa bột ra khỏi tới phần đầu móng. Thường những cái móng ngắn giống vậy người ta khách chỉ thích cái mỏng thôi mấy anh chị. Đó, vuốt hai bên xuống ha. Critical chắc chắn là nó không có bị tràn lên cái phần da, nó phải nằm ở dưới cái phần critical da tay á. Thì trong lớp của mình á thì mình sẽ có học về một cục ha cho móng ngắn, học một cục cho móng dài và cũng học một cục hai cục cho móng dài luôn. Bột cực kỳ là mịn nha mấy anh chị. Xong rồi mình chỉ việc là dụ xếp thôi, tại vì cái móng ngắn á khi mà mình đắp đẹp đắp tròn rồi đó thì mình dụ rất là dễ. Đối với cái ngón chính giữa đây nó hơi dày chút nè, lát nữa là mình sẽ đánh mình sẽ cho nó mỏng chút nha. Tại vì đối với những cái móng mà màu này á, cái màu của nó sẽ tùy thuộc vào cái độ dày ha, tùy thuộc vào cái độ dày. Giống như cái ngón này nó hơi dày chút nè, thành ra cái màu của nó nhìn nó sẽ đậm hơn những cái ngón này. Nên thành ra khi mà mình đắp cái những cái màu giống vậy á, mình rất là dễ nhận biết ha. Rồi xong hết thì mình sẽ chạy cái phần in đầu móng bằng cây bi tri nha. Đó, đắp bột qua nó sạch rồi, thành ra mình cũng không có cần là hạ chạy nhiều lắm. Đó, mình dùng cái cây bi tri nha mấy anh chị. Đợi cái bên kia chưa khô đâu, mình sẽ dụ bên này chút. Mình đi chậm nhưng mà nó chắc nha mấy chị, đi từ từ. Nhưng mà thực sự nó cũng phải từ từ, nhưng mà mình đi bước nào đó thì mình cho nó chuẩn bước đó, thì tới cái bước tiếp theo thì mình sẽ đỡ mất thời gian hơn thôi.
Nón này hồi nãy hơi dày chút nè, thành ra mình sẽ dùng cái cây dụ mình đánh cho nó mỏng chút ha, để cho nó màu đều với mấy ngón khác. Giờ xong mình dụ đầu móng nha, bằng cách mình cho nó đứng lên nè, hoặc là mình cho nó dụ từ ngay thẳng cũng được. Đó, màu rất là xinh ha. Thế là mình đã xong cái phần xếp nè. Mình chỉ việc là chạy máy thôi, để mình dụ xong qua cái bên này luôn. Thường đa số là những cái bộ này medium như vậy đó, thì khách sẽ lựa chọn là một vừa vừa thôi, chứ cũng không có dài lắm đâu mấy anh chị. Nên thành ra khi mà mình đắp á, là đắp vừa vừa thôi nha. Tại vì tùy theo cái sở thích của khách á, nhưng mà đa số là họ thích natural tự nhiên. Hello, là cô xin chào mọi người nha. Rồi, mình đi ngón này. Trên đây là cô xin sự file 100% thôi. Tại vì móng của mình cũng mỏng vừa ha, nên thành ra là cũng không có mất xếp. Nên là cái mức độ mà mình sử dụng cái cây 80-10 thì nó không cần thiết. Giờ mình sẽ dụ đầu móng. Trong phần này thì mình cũng không có cần chạy mặt móng nữa mấy anh chị. Khi mà mình chạy cái bico là xong nha. Để cái mặt móng của mình khi mà mình làm á, mình sờ thử là nó rất là mịn rồi, thì mình sẽ không có cần chạy cái mặt móng nữa. Nếu mà mặt móng của mình không đều thì mình xử lý xong á, mình cũng phải chạy lại. Còn khi mà mặt móng của mình nó đều rồi đó, thì mình lát nữa chỉ cần việc là bớt cờ thôi. Thành ra là mình sẽ tiết kiệm được một cái công đoạn đó. Rồi mình sẽ chạy cái cây ít tết ra. Cái ngón chính giữa thì cái mặt móng không đều á, thì mình sẽ chạy cái mặt móng luôn. Còn mấy ngón này á, mình lấy tay sờ á, nó mịn rồi thì mình không cần chạy nhiều ha.
chạy phần cuticle. Đó, tay này là mình lấy ngón tay mình đỡ ra nha mấy chị, đỡ ra nè. Xong bắt đầu đưa cái đầu dụ vô. Đó, xong tới chính giữa mình lắc tay nha, tới đây nè. Xong bắt đầu mình lắc tay qua. Đưa sát cái đầu dụ vô, tại vì mình đắp mỏng á, thành ra là đắp mỏng, đắp đều á thì mình chỉ việc là nghiêng 25 độ mình đi nè ha. Đưa đầu dụ sát vô. Chỗ nào chưa sạch thì mình đi lại, nhưng mà mình hạn chế là cái cổ của mình nó đi nhiều lần quá. Nhiều khi nó bị đau đau tay khách á, nó hơi nhột á, kiểu mà nó nhột á mấy anh chị. Hơi tốt tốt nhẹ thôi, tại vì mặt móng của mình cũng đều rồi. Mình dùng cái cây XF nó bảo đảm là nó sạch nha, rất là sạch luôn. Đó, đè xuống. Chạy mặt móng luôn nè, tại vì cái mặt móng hồi nãy mình có cà đó, và khi chạy mặt móng thì mình sẽ bật chế độ nhanh nha. Đã xong một bên. Yeah.
là mình đã xong. Mình chỉnh lại cái đầu móng một chút nha mấy chị, tại vì mình có chạy qua cái đầu móng. Xong rồi đó mình sẽ rút rồi là xong. Màu yen rất là đẹp nha mấy chị, màu đẹp lắm. Mà có 14 màu thôi. Anh chị nào chưa có màu này thì mình có thể làm mua màu này. Tại vì cái màu này á, khi mà anh chị làm lên design gì cũng đẹp hết ha. Dẹ sơ sơ xong rồi đó mình chấm hộp thôi cũng đẹp nữa ha. Giờ mình bắt đầu là mình buffer là xong. Rồi giờ mình chỉ việc là sơn top thôi mấy anh chị. Và những cái bộ design này á, thì hôm nay thì mình sẽ vẽ là design màu fren, màu xanh, màu trắng. Mình design là fren. Rồi xong hết thì mình sẽ sơn top lên. Cái màu này là khách sơn top cũng đẹp nữa. Đó mình kiểm tra chắc chắn cuticle của mình nó tròn chưa ha, cho nó sạch chưa, tại vì nó còn có bụi á mấy chị nè. Thường là xin chảy cái này trước khi là mình cho rửa tay. Hôm nay quên đó, mình chảy như vậy để kiểm tra chắc chắn là nó sạch chưa ha, nó sát chưa, rồi xong mình cho chảy, mình cho rửa tay luôn. Tại vì khi mà cái phần mà bột bụi á, mình chảy nó rớt xuống cái phần cuticle á, và mình chảy mình sơn cái top coat lên, đôi lúc nó làm dơ cái chai của mình, tại nó còn bụi á đó. Chỗ nào mà còn chút thì tỉ sơ sơ cho khách ha. Rồi sơn top đó, mình xong cái line này để xem lát khách muốn làm cái gì đó.
sơn hai ngón vuốt nhẹ cái. Ok. Để cho nó đỡ mất xếp á. Đó, top coat thì mình sơn mỏng để mấy anh chị đẩy sát cuticle. Đó, đẩy vừa tới nè ha. Sau đó thì mình sẽ đi lại thêm một lần nè ha. Đó, cố gắng là mình không có cho nó bị mất xếp hai bên ha. Mình đi lại nhẹ nè, trên bề móng móng nè. Rồi, thế là mình đã xong một cái bộ nail đắp với màu EN nha mấy chị. Thì cái màu EN này thì mình có thể là mua tại website là silemsupply.com nha. Hoặc anh chị có thể gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha cả nhà. Thì hoặc anh chị có thể là lên website của mình. Đây là cái mã màu EN số 10 nha. Đây, mã màu EN số 10, màu rất là xinh luôn. Và thank you mọi người rất là nhiều nha. Là Quỳnh xin hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình để chia sẻ về những cái sản phẩm của công ty Silem Supply nha. Bye bye và hẹn gặp lại.